hi guys welcome to lời dạy hai.com in our lesson today we will review unit 5 around town cô xin chào các em chào mừng các em đến với lời dạy hai.com hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại unit 5 với chủ đề vòng quanh thị trấn phần ôn tập ngày hôm nay sẽ là phần reading phần đọc read the email write one word for it blank chúng ta sẽ đọc Thư điện tử với chủ đề Dinner on Tuesday, bữa tối vào thứ ba. Sau đó, mỗi chỗ trống chúng ta sẽ viết vào từ còn thiếu. For example, Hi Anita, I went to... Chỗ trống đầu tiên, Food Market. Ở đây chúng ta có từ Food Market. Chợ ẩm thực, chợ thực phẩm là danh từ số ít chưa xác định. Chúng ta sẽ sử dụng mạo từ uh, uh, I went to a food market yesterday. Chào Anita, ngày hôm qua mình đã đi đến một chợ thực phẩm. They had lots of different foods from all over the world. Họ có rất nhiều loại thức ăn khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. I had the tacos and chỗ trống số 1, fried rice. Mình đã dùng bánh taco và fried rice. Ở đây là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được, chúng ta sẽ sử dụng some. I had the tacos and some fried rice. Mình đã dùng bánh taco và một ít cơm chiên. Tacos are the kind of sandwich wrapped from Mexico. Bánh taco là một loại bánh mì kẹp đến từ Mexico. Ở chỗ trống thứ hai là chỗ trống đứng trước. Park beef or chicken and vegetables in a kind of bread. Câu thứ hai là câu miêu tả thành phần có trong bánh taco. Vậy thì chủ ngữ ở đây sẽ là chủ ngữ thay thế cho tacos, những chiếc bánh taco. Những chiếc bánh taco là danh từ số nhiều, chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ day. They are pork, beef or chicken and vegetables in a kind of bread. Chúng gồm thịt lợn, thịt bò hoặc là thịt gà và các loại rau trong một loại bánh mì. Cold tortilla, tortilla có tên là được gọi là tortilla. They are really delicious. Chúng thật sự rất ngon. I asked the waiter. Ở đây chúng ta có chỗ trống số 3. I could buy some tortilla to make my own tacos. Người này sẽ hỏi người phục vụ nơi để mà mua được một ít bánh tortilla để làm cho mình một để làm riêng cho mình một chiếc bánh taco. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng where the waiter where I could buy some tortillas to make my own tacos. Mình đã hỏi người phục vụ nơi mua một ít bánh tortilla để làm bánh taco của riêng mình. He told me to, và chỗ trống số 4, to the supermarket on Grove Street. Anh ấy bảo mình đến supermarket đến siêu thị trên đường Grove, trên phố Grove. Vậy thì đây chúng ta sẽ thiếu động từ. Động từ đi đến siêu thị sẽ là động từ go. He told me to go to the supermarket on Grove Street. Anh ấy bảo mình hãy đi đến siêu thị ở trên phố Grove. I think I'll make spicy chicken tacos. Và chỗ trống số 5. Fried beans and salad mình nghĩ rằng mình sẽ làm bánh taco gà cây bánh taco gà cây đi kèm với nguyên liệu đậu rán và salad chúng ta sẽ sử dụng giới từ with with I think I'll make spicy chicken tacos with fried beans and salad. Would you like to come to my house on Tuesday to try them? Bạn có muốn đến nhà mình vào thứ ba để thử chúng không? Your friend, Jasmine. Vậy thì chúng ta vừa hoàn thành thư điện tử. Jasmine gửi đến Anita. I went to a food market yesterday. I they had lots of different foods from all over the world. I had the tacos and some fried rice. Tacos are a kind of sandwich wrapped from Mexico. They are they are pork, beef, or chicken and vegetables in a kind of bread called tortilla. They are really delicious. I asked the waiter where I could buy some tortillas to make my own tacos. He told me. To go to the supermarket on proof street. I think I'll make spicy chicken tacos with fried beans and salad. Would you like to come to my house on Tuesday to try them? Your friend, Jasmine. Phần tập reading của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy 2.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.